Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, huyện Đồng Hỷ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn. Cuộc thi được tổ chức trên trang thông tin điện tử của huyện đã thu hút gần 2.000 người tham gia. Qua cuộc thi này thì tôi đã biết thêm được các cái kiến thức về pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, và tôi cũng mong rằng là có thêm nhiều cái cuộc thi như vậy để cho chúng tôi có thêm nhiều kiến thức và được trải nghiệm nhiều hơn. Tạo điều kiện cho bản thân và cũng nâng cao được cái kiến thức cho bản thân. Rồi trên cơ sở đấy mình phải tuyên truyền cho các cái tổ chức đoàn thể, rồi bà con nhân dân trong tổ dân phố để nắm được cái chủ trương và pháp luật của nhà nước. Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn khẩu hiệu, tọa đàm, meeting, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí. Điểm nổi bật trong hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật là sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền pháp luật và phù hợp với tình hình mới, như thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa và hình thức trực tuyến trên mạng Internet. Các cái hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cái ngành các cấp, các cái đơn vị địa phương tổ chức gắn liền với lại cái đặc điểm, đặc thù của các cơ quan, các địa phương, các đơn vị mình. Và nhất là đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các cái trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các cái fanpage. Và nhất là các cái đơn vị, các cái địa phương, các ngành cũng đã tổ chức các cái cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, thu hút đông đảo người dân tham gia. Có thể khẳng định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm vụ được giao, kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền, truyền thống với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong phổ biến giáo dục pháp luật.